một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Thổ Đào, vùng của người nhặt rác. Cái này phải nói là vùng của người để nhặt phế liệu mới đúng rồi đây bầy. Nhặt phế liệu mới đúng, nhặt rác chưa đúng lắm nha. Bắt đầu có hiện tượng hơi lác lác rồi này anh ơi. Chơi game mà mở đầu game vô đã lát như thế này là coi như xong đến nơi rồi. Tối nay thì mình vẫn còn đau tay nha. Nhưng mà đỡ hơn khá là nhiều anh em. Nó bị thừa hả em ơi? Nó đang có mạnh đâu. Đối thủ bắt đầu có được các đồ vậy xe Forest rồi. Phải nhanh hơn anh em ơi. Phải lên ngay nhà sản xuất xe 2 Abadillo trước khi mà xe Forest đó đến ở vị trí trung tâm của bản đồ. Lấy hết thùng luôn. Lấy hết thùng luôn đi Lam ơi. Cứ lấy hết thùng đi em. Quốc hết luôn đi em ơi. Cứ ăn cho hết đi em. Càng nhiều càng tốt. Lính lát kiểu này không nghe lời rồi em ơi. Dồn ra trước là chuẩn bị chiếm lấy được các thùng tài nguyên lớn ở vị trí trung tâm của bản đồ cho đây bầy. Dạo này bên đó chơi bom không gian mạnh lắm anh. Chẳng qua là bom không gian thôi mà, anh em chúng ta cũng có hạt nhân mà đây bơi. Ăn hết thùng luôn em ơi, ăn hết thùng luôn lên làm ơi. Ăn luôn à, ăn luôn đi. Ăn máy lên máy bay ném bom luôn đi em. Này em chơi gì máy bay hay là chơi gì em ơi? À, xin chào Long Ca nha. Tay nó cũng khô rồi à, em ơi, nó cũng khô máu rồi. Tối nay chơi có lẽ là không bị đau lắm như so với ngày hôm qua. Xin chào anh em ở bên TikTok và cả ở bên YouTube nha. Chúng ta đang live ở trên cả hai nền tảng anh em ơi. Đụng độ với Cyclone rồi này. Có Cyclone. Đối thủ có thể là công dân anh em ơi. Có thể công dân rồi này. Công nhanh luôn rồi này. Mấy bạn cứ đùa, mẹ mới vô chơi có được 3 phút bạn ơi. Để anh em chúng tôi cùng chơi một tí nào. Có vẻ đây là những đối thủ khá là bạn anh em ơi. Có cả Cyclone, Tank Hammer và lớn bộ mình. Rất có thể là công danh. Chúng ta phải ưu tiên phòng vệ căn cứ trước đã. Và chúng ta cũng đang có Lâm Nguyễn ở đây. Và cả anh Hào ở đây anh em ơi.
Ta có cả anh Hào làm ở bên phòng tham mưu nha em ơi. Có cả tham mưu ở đây nè em ơi. Anh thấy bên liên đoàn lái máy bay nó mượt thôi em ơi. Máy bay bên nó lái tốt hơn bên mình đấy. Có khi nó dồn nó công anh em ơi. Nó dồn nó công anh rồi. Cắm thêm cái tháp nữa cho chắc ăn à đẹp ơi. Chơi thêm cái tháp pháo hai nòng chống tăng hammer. Nó đảo hướng rồi em ơi. Nó lại cơn lên công nhà Lâm rồi. Lại công danh vào anh em chúng ta rồi anh em ơi. Nhưng mà đâu có ngờ được rằng là Lâm Nguyễn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những tháp bắn tỉa từ xa. Chúng ta cũng đã có tăng gia vua và đối thủ đang tấn công ở vị trí phía bên dưới đây rồi. Vào nhà mà chơi đây bạn ơi, ở trong nhà mình có đồ đây. Vào đây mà chơi. Cyclone đang cố gắng bắn phá vào một nhà sản xuất xe chuyên dụng của Hiếu Nguyễn Gosa Việt TV. Hai con nhím rồi thì dăm ba con Cyclone như thế này là đủ sức để chơi anh em ơi. Chúng ta cần phải tổng số phòng thủ ngay. Ok Lâm Gia qua cứu anh em ơi. Họ đang cố gắng dồn đàn chúng ta luôn rồi. Sắp hết tất cả các giai lĩnh rồi em ơi. Lĩnh hài mạnh VL ra. Nó thịt hết ba giai lĩnh của anh rồi em ơi. Công nhanh VL ra. Chúng ta vớt đi một nhà xuất xe quân sự rồi. Chúng ta đang cần phải có thêm lực lượng lính ra đây bay. Lính bộ binh ngay. Ok em, ok em, ok em. Ta mất thêm một nhà xuất xe quân sự ở level 2. Phải chính xác nhiều vô. Ok bạn bắt tạm nha. Chúng ta biết là đối thủ công danh rồi. Chúng ta đã chính xác được trước rồi. Và họ đang không bù cho chúng ta chơi à đây mời. Ok rồi Hào ơi. Nó công chừng 3 lần mà không được như thế này, nó cũng đuối rồi. Tiếp tục tấn công vào các cước lượng của Lâm Nguyễn Adam. Tiếp tục chơi với Lâm Nguyễn ở vị trí phía bên này với tăng hammer và lính bộ bên 3. Một cái bài mà có thể nói là rất đúng quá Adam. Giờ phải lên tăng Jaguar em ơi. Có tăng Jaguar mới đủ sức mạnh.
Nói chung là cái hàng phòng thủ với các pha bắn tỉa như thế này thì cũng tạm ổn rồi. À, kết bạn giúp mình chơi với nhé. Xin chào bạn nha. Để có gì mình kết bạn ở trên Zalo bạn ơi. Bây giờ mình đang ở trong game rồi thì không thể kết bạn được nha bạn ơi. Cứ từ từ bình tĩnh, mình vẫn sẽ kết bạn với các bạn ở ngay sau phiên livestream nha. Còn bây giờ thì chỉ có cái máy để chơi game thôi, nên cứ từ từ bình tĩnh anh em ơi. Một sự pha combat ở vị trí này để tranh lấy một thông tài nguyên của Lâm Nguyễn rồi, và có lẽ chúng ta còn phải kéo ra để hỗ trợ Lâm Nguyễn ngay. Lấy thùng 15 ơi. Nó lại nhanh hơn chúng ta rồi. Lùi bình thôi. Nó tiếp tục công rồi đấy. Phòng thủ căn cứ ngay thôi. Đối thủ vẫn đang cố gắng công ra đây mày, và họ vẫn đang cố gắng công hết sức lực rồi, có thể rồi. Chúng ta đang hơi bị đuối ở cánh phía bên này, vẫn có thể phòng thủ được. Tiếp tục là những item tổng số phòng thủ màu đỏ đây mày. Bên cánh của Lâm Nguyễn cũng đang hơi bị căng rồi này. Tăng Hammer là rất đông. Ở mình like ở trên TikTok và cả ở trên YouTube luôn nha bạn ơi. Có rớt rồi, chúng ta phải chơi vệ sinh ba nhanh em ơi. Có khi là phải có thêm một cái nhà máy bay để có được. Có khi phải có thêm một cái nhà máy bay để chính xác tốt hơn em ơi, chứ không là không ổn đâu. Anh sai được rồi này. Chắc chắn là chúng ta cần phải có thêm một vài đơn vị lính 3 là cũng khá hợp lý anh em. Và cũng cần phải có thêm lính 2, vì dù sao đối thủ cũng đã bắt đầu có được sự xuất hiện của các đơn vị tăng rớt rồi mà. Tiếp tục là một đợt tấn công tiếp theo của lực lượng của Sa Đắc Bình và các lực lượng của Lâm Nguyễn. Em chào ta rồi. Công liên tục anh em ơi. Họ có vẻ là họ không muốn tha chúng ta rồi. Giờ lên máy bay 2 luôn hả Hạo? Lên được ông ta. Ok em. Đứng ở sau trụ vậy. Tiếp tục lại là sạc lồn của đối thủ lực lượng của Sa Đắc Lam. Chúng ta cần phải có thêm lính 3 là chắc chắn rồi. Chính xác một phát được ở đài AD7. Chính xác ngay. Đối thủ đã công ta đến tận 4 lần liên tiếp rồi. Ok em. Có rớt và lần 2.
tích hai lần luôn, đang lên dư tài nguyên tích hai lần luôn. To xe đứng ở trong tầm trung. Ok em, ok em, ok. Xây cái nhà sân bay ở đây thôi. Hết chỗ xây rồi. Hai cái này à em? Ôi lỡ xây rồi, lỡ xây rồi. Nó muốn anh tốn tài nguyên đó chơi game online mà. Đúng rồi bạn ơi, chắc chắn là họ muốn chúng ta đốt lực lượng rồi. Xin chào Duy Lê Van nha, một người em trai đến từ Nhật. Công rồi, công rồi, nó công rồi, nó công rồi, em ơi, nó công rồi, nó công rồi, nó công rồi. Rồi ok em, rồi ok em, ok em. Có máy bay rồi mà. Đối thủ đang cố gắng chơi tới tay với chúng ta đây bầy. Chơi tới tay luôn rồi. Bên cánh này thì La Bụi cũng đã tổng tấn công. Chúng ta cứ đổi nhà với lực lượng của Linh Đoà đây bầy. Chúng ta thủ được Adebay, thủ được là cái chắc mà. Chúng ta tay với đối thủ thôi. Bạn mà không công được mình thì Lâm Nguyễn sẽ phá hết các cứ rai của đồng minh bạn thôi. Chúng ta hết tăng Jaguar để nơi rồi Adebay. Mày hết tăng Jaguar rồi. Máy bay hết xăng, anh ơi đổ cho em 500k tiền xa, em còn bay ra bắn tiếp anh ơi, mày nhanh lên. Sắp mất sân bay là mất cây xăng bây giờ, bay lên ngay. Có xây được hay không đây Hào ơi, có xây được hay không đây? Xây được rồi này. Lâm Nguyễn cũng đã cày nát căn cứ lực lượng của đối thủ rồi đây bơi. Quá hay đây bơi. Cố mà thủ thôi anh em ơi, cố thủ thôi. Rất khó chịu anh em ạ. Chúng ta phải cố gắng tăng cường thêm lớn bộ bên một này. Lớn hai bắn rất rác rồi. Phòng thủ căn cứ thành công rồi Adebay. Chắc chắn là thành công. Lâm Nguyễn cũng đã cày nát căn cứ lực lượng của đối thủ rồi Adebay. Xin chào Nguyễn Diệu nha. Xin chào Khôi Nguyễn, chúng ta đang có rất nhiều anh em ở đây. Xin chào các anh em ở trên TikTok nha Adebay.
Bấm phải cái gì rồi? Ok Adam, tiếp tục chơi thôi nào. Đối thủ đã đặt tất tay vào một cái kế hoạch tấn công và căn cứ lực lượng của Hiếu Nguyễn Ngô Sao Vinh TV. Họ ưu tiên là tấn công chúng ta trước, thậm chí là còn không cần phải cứu lấy đồng minh ngay. Đâu có ngờ được là Lâm Nguyễn đã phá nát được căn cứ lực lượng của Ngô Sao nước biển đâu qua đây ơi. Và em trai đồng thời cũng đã hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Hết cả điện ở đây ơi. Ta đang thiếu điện nghiêm trọng rồi. Chúng ta thành công được trận đấu về thế 2-1 rồi anh em. Họ muốn công danh mà bạn ơi. Họ muốn công danh nên họ đã không lên xe khiêng luôn rồi. Cái tiếng bên Hào hình như nó nhỏ sao Hào ơi. Ngày mai chúng ta có room rồi, không biết là ngày mai nó cho cập nhật room mà lúc nào đây vậy. Nó hết lực lượng rồi đây ơi. Vẫn còn ở nhà ba. Thế này chúng ta win rồi, win luôn đi em ơi, win luôn thôi. Đánh luôn cho rồi. Ngay mà. Trước khi chia tay chúng ta một tuần, Lâm Nguyễn vẫn để lại một siêu phẩm. Xin cảm ơn Nicolas nha. Kết nối vào trong kênh chat voice đi Nicolas ơi. Xin chào Cát nha. Xin chào Que Coso. Đẩy và Queen Lu qua đây mày. Phải Queen Lu ngay. Chúng ta đã Queen rồi. Праздником вас! С Днем Победы! Ура! Tổng thống Nga Putin đã đọc phát biểu qua đây mời. Ta win rồi. Hello anh, nay xem bóng đá Việt Nam đấu với Nhật. Dù xem lại trễ mà chúng ta đang có Việt Nam với Nhật đang sát cánh cùng với nhau đây em ơi. Đây vừa 22 bên biên đoàn SVTVB của anh Hà của em ơi. Chúng ta cứ quyết một trận là Tổng thống Nga sẽ đọc bài diễn văn ngay. Đồng thời là có một cái bản nhạc Soviet mắc ngay anh em ơi. Như vậy nó mới đủ áp phê. Chúng ta chuẩn bị đến với một trận đấu. Có ai gặp Indo không em ơi? Có ai gặp Indo không? May mắn là không có Indo là được rồi. Có map biển anh em. Thank you.
triển khai như thế này là êm rồi. Có thể ra được dàn xuất hải quân ở trong chế độ triển khai là êm rồi anh em. Ta chỉ chờ có như vậy thôi. Tám giây nữa chuẩn bị triển khai dàn xuất hải quân ngay. Kịp rồi, xong rồi anh em. Một nhà là được rồi. Lấy đi bro ơi, lấy ngay đi bạn ơi. Nhường hết thùng cho đầu mình cũng được mà. Chính xác ngay, chúng ta phải chính xác ngay để chỉ lấy được cá thùng tài nguyên ngay lúc này anh em. Mọi thứ đang là khá ổn áp rồi anh em ơi. Chỉ được khá nhiều các thông tàu quay gái lúc này. Vẫn chưa đụng độ vào các đầu bầy tàu Delta của Liên đoàn. Đây rồi, vừa mới dắt xong. Có vẻ như chỉ có một bên tím là chơi hải quân rồi anh em. Chúng ta cố gắng mà chiếm lấy tài nguyên ngay. Khá êm rồi. Chính xác là phía trên đài thôi. Mới chỉ có phát hiện ra tìm mà chơi các đơn vị tàu Delta. Coi chừng gặp thằng đỏ giống đêm hôm qua. Hôm qua gặp vàng mấy cây bạn ơi, chứ không phải đỏ đâu. À hôm qua đỏ là vợ không cho chơi game, bảo đi rửa bát. Rửa bát xong thì nó mới cho chơi game tiếp bạn ơi. Còn vàng là nuôi chim nhưng mà lại không thích xài chim. Triển khai alligator. Để chưa đất cho lực lượng xanh lá còn xây già anh em. Mọi thứ đang là khá ổn áp rồi. Ta lên ngay những nhà tòa nhà sản xuất tài nguyên ngay lúc này. Và cũng cần phải chuẩn bị có thêm được những đơn vị không quân kết hợp với hải quân để rà soát bản đồ được tốt hơn và đồng thời bọc lót cho đồng minh khi cần. Triển khai dàn xuất xe quân sự ở level 3 ngay, chúng ta cần phải có tăng Jaguar để bổ sung cho lực lượng ở trên bộ ngay lúc này nha. Triển khai alligator nhằm thành triển khai armadillo, chị đấy là rất bình thường. Xì lấy một chỗ để xây sân bay trước đã để bầy, chứ không để đồng minh xây hết chỗ. Ta sắp có tăng Jaguar rồi.
Ui, nhà tàu luôn anh. Để phải trinh sát một lát nữa đây bầy, để trinh sát xem sao đã. Chúng ta cứ bình tĩnh mà chơi. Ủa nhanh quá, đôi khi kết thúc sớm quá cũng không hay. Xin chào Venus nha. À cuối game hai ông bán hạt nhân Excel. Đó là cái trận mà chúng ta được chơi với vàng nuôi chim nhưng không được thích chơi chim. Và đỏ thì lại bị vợ bắt đi rửa chén rồi. Và cái kết là tí nữa thì chúng ta đã bị ăn vào những quả bom không gian của đối thủ ở đây bay. À hình như cũng có ăn một quả bom không gian. Cái trận đấy thì phải khen là lực lượng của Linh Đoàn chơi rất hay và rất chắc tay. Chúng ta không có cái pha xuất thần sau khi rửa bát xong của đỏ thì có lẽ chúng ta cũng đã rất mệt mỏi với đối thủ rồi. Và mình cũng đã trụ vững với những quả tên lửa hạt nhân. Trinh sát một phát xem nào, ở vị trí phía trung tâm này có cái gì hay ho hay không. Có tháp chống hạm rồi đây. Chúng ta không thể làm được cái pha như Lâm Nguyễn mà chúng ta đã có một cái video rồi. Lâm Nguyễn sử dụng ngay một đơn vị tàu cao đô cai bình và chơi sát ván với lại những đơn vị tháp chống hạm của đối thủ qua đây bầy. Cái pha đó chỉ làm được đúng có một lần duy nhất thôi đúng không em ơi? Phải đó, phải nói là cái pha mà cá sấu mini đi sang chống hạng. Chơi với bác Hiếu là phải kịch tính đúng rồi, mà cứ phải chơi kịch tính từ từ thôi. Đối thủ đã có sân bay. Có sân bay rồi này. Họ không chơi biển rồi anh em ơi. Họ đã không chơi biển, chúng ta có đủ sức để tấn công ngay ở vị trí này. Chỉ có lực lượng của sân đất biển là có một nhà xuất hải quân. Seraphim đi móc nhà này, mấy cái pha này. Chúng ta đã hơi chủ quan. Đồng minh không biết đã móc đi một tòa nhà công sự nào rồi bạn ơi. Tổn thất gì rồi. Chúng ta sẽ nâng cấp nhà chính lên level 4 Gaia đây bây. Nó không lên tàu chắc là lên full máy bay rồi. Rất có thể anh em. Chúng ta lên nhà 4 ngày thôi, cứ cần phải có xe khói cho đảm bảo an toàn. Chúng ta đang có rất nhiều anh em đang ở đây, ở bên TikTok và cả YouTube. Xin cảm ơn anh em rất chi là nhiều nha. Sao không chơi hero anh ơi? Ok em. Alligator đã dâng cao độ lên quá nhiều. Đi đâu vậy bạn ơi? Đứa nào vừa mới phát lệnh cho Alligator tấn công vậy? Phải về và cắt chức thằng đó ngay thôi. May mà đồng minh phát hiện ra kịp thời, chứ không là chúng ta đã mất hết cái đơn vị tàu Alligator rồi. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã phát hiện ra là đối thủ có rất nhiều cái đơn vị tàu bên kia ở phía bờ trong. Và họ cũng đã bắt đầu dồn sự chú ý ra phía ngoài biển rồi. Chúng ta sẽ chơi hero qua đây bây. Đúng rồi em ơi, ngày hôm qua thì đối thủ chơi có thể nói là có những cái quả tháp chống hạm ở lực lượng của sân đất biển chơi hay vã đây mày. Anh em nào chưa xem chúng ta có thể xem lại nha.
Đồng minh cần phải có các đơn vị tàu ngầm. Chúng ta phải sản xuất tàu ngầm 307. Chúng ta nên chơi tàu ngầm hay là nên chơi hạt nhân 307? Anh em cứ bình luận xuống bên dưới đi. Mình chơi sát vàng và đối thủ ngay. Lúc nãy Seraphim nó chúng ta cho chúng ta một phát rất đau ở vị trí này. Và đó có phải đủ là cái cớ để chúng ta chơi hạt nhân hay không? Vậy ta chính xác đâu đây? Có khi là cũng không dám chơi hạt nhân anh em ơi. Đối thủ đã bắt đầu chính xác chúng ta rồi. Rụng hết cái đầu vợ chiều hầu mất rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ cố mà chơi hero nha. Chơi hero là hợp lý không anh em ơi? Không nên lên hạt nhân. Ok em. Đúng rồi bạn ơi, ngày mai theo dự kiến là sẽ có chế độ tạo phòng nha. Chúng ta đang rất trông chờ vào cái chế độ đấy. Và nếu như có tối ngày mai chúng ta sẽ live stream đánh 50 phê anh em. Ok anh em, chúng ta sẽ chơi hero. Chơi hero anh em. Máy bay bây giờ chỉ để làm nhiệm vụ trinh sát thôi. Tìm có thể lên bom không gian mà nó cũng lên nhà năm rồi này. Anh em nói quá đúng anh em ơi. Quá chính xác. Như vậy chúng ta cần phải lên máy bay. Có khi phải chơi khói thật em ơi, nhưng mà sợ thằng tím nó lên bom không gian cũng cay lắm em. Ở cái vị trí phía bên trong này nó lên không gian chắc lắm, nó chơi thách trong hạng thủ cỡ này cơ mà. Bây giờ làm thế nào đây? Chúng ta có nên lên ném bom không anh ơi? Bây giờ máy bay gần hết máu rồi. Đây có máy bay mới ở đây. Có một đơn vị máy bay mới ra lò rồi đây anh em ơi. Bay luôn đi bạn ơi. Thép chống hạn dày đặc rồi này. Nó không có chỗ để xây nhà không? Không gian em ơi. Cũng có thể, vậy chúng ta đi chính xác thêm bên này nữa anh em ơi. Phải chính xác thêm một cánh bên kia một tí nữa thì cho chắc an toàn. Đồng minh công luôn rồi. Đồng minh rất nóng lực và công luôn rồi. Có đủ sức hay không bạn ơi? Tàu chúng ta có đủ sức để chơi với chống hạn nó đông như thế này hay không bạn ơi? Rất khó để ăn ở trong cái pha này rồi. Chống hạn nó trâu VL ra. Không đủ sức và chắc chắn là không đủ sức rồi. Đối thủ đã tấn công rồi anh em ơi. Toàn đồng minh rung rồi. Không được hả em? Hơi căng rồi, hơi căng rồi, hơi căng rồi. Này toàn rồi. Toàn vàng rồi, toàn vàng rồi, vàng ơi, toàn rồi.
Không kịp lên Hero 3. Vạn lên 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 sao em ơi. Chúng ta phải lo lên lính phòng thủ cái phía bên này, chứ không là bên kia nó công ngay, chúng ta cũng toang ai bời. Thủ không nổi với cái pha này rồi anh em. Nó ở tì phải kinh khủng khiếp thật. Quên ba rồi. Bấm rồi, bấm rồi em. Bấm không gian luôn rồi, này mẹ cay thật. Hết cứu rồi. Mẹ hết cứu thật rồi đây bơi. Vàng quá yếu pha vừa rồi. Đồng minh cũng đã từ bỏ cuộc chơi. Xong rồi đây bơi. Xong rồi. Toàn thật rồi đây bơi. Lại hoạt động hero thôi. Xanh lá nó ảo giác cái pha vừa rồi với vậy mà các đơn vị tàu alligator quá. Nó công mạnh. Làm gì có cửa mà công. Chắc chắn là không có cửa công ở phát đó rồi. Cố mà làm xong hợp đồng hero thôi anh em. Bình tĩnh bạn ơi, thắng thua là chuyện bình thường, mình biết mà, có vấn đề gì đâu. Thua thì cũng cười hề hề thôi mà. Thắng. Cái này người ta phải nói là nắng mưa là chuyện của trời, còn thắng hay thua là chuyện của item với đồng đội anh em ơi. Đối thủ đã queen rồi. Đối thủ đã queen rồi anh em ơi. Xin chúc mừng liên đoàn. Mười sáu phút đã ăn không gian. Đối thủ lên cũng nhanh đấy, nhưng không phải đơn giản đâu anh em. Mà chúng ta đã xác định là đối thủ một khi nó phòng ngự cỡ đó là chắc chắn là phải chơi vào không gian rồi. Cái tiếng bên Hào nó nhỏ dưới ta. Nhỏ á, nghe to mà. Lâu lâu anh nghe tiếng chút xíu à. Lâu lâu thì nghe rõ, lâu lâu thì nhỏ xíu. Thì đóng tám đóng hạt, xong hai nhà xưởng sản xuất hải quân không có lưng, cái thắng nó lên trên gian thì không quân. Không hai lưng không. Tên của liên đoàn tiếng Anh đấy em. Confederation đấy.
Ok em, ok em, chơi ngay chơi ngay. Mình sẵn sàng rồi. Map này anh hay đụng phải hero lắm, Solaris với lại Seraphine móc nhà suốt mà. Lên trinh sát ngay anh em ơi, phải trinh sát lấy thùng ngay, lên nhà nhanh chứ không có lại toàn vào đối thủ ngay. Mới thua một cái trận sấp mặt ở trận vừa rồi, rồi chúng ta phải thắng lại một trận khác để gỡ gạc lại anh em. Có rất nhiều cá thùng tà quyền ở khắp mọi nơi rồi. Khá ổn qua đây, chúng ta đã chiếm được rất nhiều cá thùng tà quyền. Chúng ta vẫn chưa đụng độ với cái đầu về lớn bộ bên của Linh Đoàn rồi. Chúng ta phải chạy thẳng đến căn cứ của họ thì mới thấy họ được anh em ơi. Xin chào Dũng đẹp trai nha, tối nay tay thì cũng đã khô máu rồi. Khá là ổn áp rồi bạn ơi. Cố mà chiếm tài nguyên ngay. Lên nhẹ ba luôn thôi anh em. Hôm nay tay mình đã khô máu rồi nha. Trận này chúng ta sẽ chơi hero sớm á đem. Chơi hero sớm luôn thôi. Đối thủ đã có hai nhà xe thì cũng có thể là họ sẽ công nhận. Mình có chơi bên Liên Đoàn nha bạn ơi, có một cái ở level 18 nha. Không có chất voi nhỉ. Game này thì lúc trước có chất voi, nhưng mà sau đó thì họ không có triển khai nữa anh em. Ở trong này còn cái hộp thùng nào không? À ơi, chứ còn đúng không em? Ok em. Có khi anh ra nhanh hero luôn cho rồi. Lâu rồi chưa ra hero mà ra nhanh luôn. Có sạc lồn rồi này. Cũng có thể là công danh em ơi, nó sẽ công danh đấy. Rất có thể là công danh nha. Bây giờ thì chúng ta cần phải triển khai tăng giá gua kết hợp với xe nhiễm trước đã. Đối thủ có thể công danh bằng các đơn vị xe cơ giới level 1 và level 2 và đồng thời là Cyclone.
C2 của mình thì có lẽ đã không thể chơi lại được với Cyclone rồi. Chúng ta phải ra nhiễm trước Adam. Rất có khả năng là công sớm nha Venus ơi. Rất đúng bạn ơi. Để anh ra vài cái con Dragonfly đi cắm mắt trước đã em, để cho đảm bảo an toàn. Cái map này nó hay đi móc bằng Seraphine lắm. Có khi nào nó chơi Seraphine cùng với ông Cyclone không ta? Tăng Hammer rồi này. Quá rõ ràng là kế hoạch công gian bằng Tăng Hammer. Coi chừng là Tăng Hammer kết hợp với Cyclone 7. Chúng ta chuẩn bị những phương án phòng thủ căn cứ để chống lại các đơn vị Tăng Hammer ngay lúc này. Với một tát pháo 2 đồng là có thể nói là khá hợp lý vào lúc này anh em ơi. Chắc chắn là phải có thêm Dragonfly. Nhưng mà đối thủ sẽ chơi thêm Cyclone. Và nhiệm vụ chúng ta sẽ là sản xuất ra Dragonfly kết hợp với Leviathan và đồng thời là Cyclone nha. Fortress đã đi chính xác cả nhà chúng ta luôn kìa Adam ơi. Xong rồi. Cố gắng lên Leviathan sớm Adam. Xin chào thành viên gia. Mẹ công gian rồi em ơi, công gian rồi đây. Nó công danh rồi đây em ơi, bị toàn rồi. Mẹ có sạc lột đồng đến như thế này là to rồi em ơi. Hơi bị căng rồi đây anh em ơi. Căng lắm rồi đấy. Đánh ngay vào các cước lục của anh Hào rồi. Để anh kéo qua hỗ trợ em ngay. Anh đang kéo qua em ơi. Phải cho cố gắng trụ đi em. Cố thủ đi em ơi. Cuộc chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Mới có 8 phút em ơi. Hàm vẫn đang cố gắng phòng thủ để chống lại các đơn vị Tăng Hammer và Cyclone của đối thủ rồi anh em. Lính đã đi qua mà lâu thế này. Đánh vào các đơn vị Tăng Hammer. Các đơn vị Tăng Hammer của đối thủ thật sự là rất mạnh mẽ anh em ơi. Chúng ta không có đủ sức đến nơi rồi. Tổng số sản xuất ngay. Nhà nào đã bị tổn thất rất nặng nề rồi anh em ơi. Càng thật. M
May mắn mà chúng ta kịp thời có được cái đơn vị xe quân sự ở level 3 và đồng thời là xe nhím kết hợp với cả lính bộ bên này. Để chứ không là to mất rồi. Xin cảm ơn Hà nha, mà đếp cái quả này thật sự là cũng rất ổn áp anh em. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn chờ đợi để có Leviathan nữa mà thôi. Thủ gia thành công. Có lẽ chúng ta sẽ không dám để ra ngoài tranh thùng được rồi anh em. Chắc là hết cửa vào cái thùng rồi. Anh sợ đang mất rồi em ơi. Yago bành càng là ok. Người ta bảo là chống càng bạn ơi, mà cứ dùng cái từ bành càng nghe nó thế nào ấy. Chúng ta sẽ chờ đợi để có Leviathan. Nó ăn hết thùng rồi em ơi. Nó nhanh thật em ơi. Lên Leviathan. Lên Leviathan đi bóc nhà đây em. Ok em để cắn mắt lại. Có xe ba rồi mà em. Giờ đang chờ ra delivery. Ok, để lấy máy bay ở trên set nó ngay bây giờ mà. Có rồi. Tiếp tục lại tàng Hammer. Vẫn tiếp tục lại là tàng Hammer anh em. 4 nhà xuống tàng Hammer. Tăng Hammer thì lại cho Leviathan đi móc lại y bài. Nhà 4. 3 nhà xuất Cyclone. Họ chắc bài với Cyclone kết hợp với Tăng Hammer rồi em ơi. Ta sẽ ổn thôi, không sao cả. Anh Hà đã quyết định là tấn công tổng lực ở vị trí các nước lửa của sân nước biển luôn rồi. Móc ở phía trên này luôn anh em. Tăng Hammer đã không trụ nổi với các đơn vị tăng Yago của Anao. Và Sakura cũng đã không trụ nổi với các đơn vị nhím của Anao rồi. Đối thủ đang cố gắng hết sức mình rồi đây anh em. Đánh luôn ở đây thôi nào. Hào cũng đã có được Leviathan rồi, chờ anh tí Hào ơi. Chờ Leviathan lên với em ơi. Ô
Có khi đối thủ đã tan nát hết kế hoạch rồi em ơi. Lùi quân thôi, chúng ta lùi quân thôi. Lùi quân được rồi. Lên nhà Nam luôn anh em. Xanh biển giống u cà nhỉ. Chỉ sản xuất ra mỗi tăng armor. Ôi, luôn làm trận mới, cứ từ từ Hà ơi, chúng ta còn rất là nhiều thời gian. Hà 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 ơi, cất cất bớt da gua đi Hà ơi. Chúng ta đã êm rồi. Đúng rồi, hai đối thủ này cũng khá là không có quá mạnh mẽ anh em. Nhưng mà họ cũng có một cái pha combat tổng lực vừa rồi ở trận đầu game. Thì chúng ta cũng không có quá nhiều nguy hiểm trong những pha combat tổng lực vừa rồi. Chúng ta đã đủ sức để phòng thủ căn cứ mặc dù là hơi bất ngờ. Đánh nhanh làm trận khác đi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian với một trận đấu 3-3 khác mà bạn ơi. Chúng ta có thể giao lưu được với nhau một tí mà. Để anh em có thời gian rồi chúng ta giao lưu cùng với nhau. Ngày mai có tạo phòng rồi chúng ta tha hồ mà chơi nhanh anh em ơi. Chính xác một phát nữa anh em. Chắc chắn rồi, mình phải chơi hạt nhân thôi. Họ đã bắt đầu tăng cường thêm các đơn vị xe Fortress rồi đây. Xe phòng không và cả Cyclone. Ok em ra, anh đã xây ra hạt nhân rồi này. Hào ơi chờ anh với. Hai đơn vị Leviathan đánh ở vị trí này thì làm sao mà Cyclone với xe vòng không chịu nổ anh em ơi. Cyclone đang bao vây chúng ta. Leviathan của anh Hào máu rất trâu, giáp rất mạnh mẽ. Đâu có cửa với Leviathan của anh Hào đâu. Còn Leviathan của Hiếu Nguyễn Ngô Sao Việt TV là mua ở trên Shopee ra đây mày. Máu rất là giấy thôi. Đối thủ công ra phía bên ngoài rồi đây em ơi. Em rồi. Lên hạt nhân thôi. Chúng ta hình như vẫn còn có nhiệm vụ xe 2 phá nha.
Leviathan của anh mới có bậc 2 thôi em ơi. Hàng sắp bi mà. Dọ bọn kia đầu hàng là vừa. Cợt nhẹ nó một tí, đúng rồi. Công là thắng ngay. Để xem còn hợp đồng gì hay không nha đem ơi. Phá trung tâm chỉ huy bằng Marmot. Ba công trình phòng thủ bằng Marmot. Phá nhà bằng AC2. Phá trung tâm chỉ huy bằng máy bay ném bom. Đúng rồi bạn ơi, biết làm thế nào bây giờ. Chúng ta vẫn còn phải chờ cái chế độ tạo phòng. Có tạo phòng thì chúng ta sẽ có thể ngay, có thể công danh ngay anh em. Tạo phòng thì anh em chúng ta có thể được giao lưu với nhau và được chơi với nhau mỗi đêm nha. Đánh tẹt ga. Đỏ dễ chơi hơn. Đỏ chúng ta phải triển khai những phương án đánh nhanh. Chứ còn mà để dây dưa thì với liên đoàn họ chơi chắc tay chúng ta cũng rất khó câu qua đêm. Đúng rồi, đối thủ lúc đó là mạnh vãi ra rồi. Mà họ có máy bay đế bòn thò, mà chỉ có khoảng 5-6 chiếc thôi, chúng ta đã đủ rối não rồi anh em. Xin chào gần 100 người xem đang theo dõi mình ở trên TikTok và đồng thời rất nhiều anh em ở trên YouTube nha. Sân biển đổi nhà, đúng rồi, đổi bài, đúng rồi em ơi. Đổi sang chơi Cyclone luôn rồi đây. Đừng có phá nhà anh Hào ơi, để anh phá nhà bằng C2 em ơi. Sân nước biển chơi mà có 3 nhà xuất tài nguyên mà nó cũng chơi được em ơi. Tổng tấn công thôi. Đụng độ với Sacron của chúng ta với Leviathan rồi. Hào chơi cả lớn nha. Chúng ta sắp mất đi Leviathan. Đã rơi rồi. Bắn luôn đây bòi. Hạt nhân sắp đổ rồi. 2 1, nổ rồi. Đã xong. Và bây giờ là để bom ở trung tâm chỉ huy và kiếm lấy một cái hợp đồng thôi em. Đối thủ cũng đã từ bỏ cuộc chơi luôn rồi.
Heroin xong rồi. Nhà nó sao trâu quá vậy? Tay bị thương mà vẫn chơi được hả anh trai? Hôm nay đỡ hơn rồi em ơi. Hôm nay nó máu khô, nó khô máu rồi. Chúng ta đã quên rồi đây bây. Chúng ta có thể giao lưu với nhau được rồi. Ở đây chúng ta ngồi giao lưu với nhau một xíu đi. Chuẩn bị đến với một trận đấu 3-3. Xin chào và cảm ơn em rất chi là nhiều vì đã theo dõi Hiếu Nguyễn Quân Sơn Việt TV ở trên YouTube và cả ở trên TikTok nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và không biết là âm thanh đã sáng có ổn áp hay không anh em ơi. Và sắp tới thì mình sẽ cố gắng live stream thêm ở những nền tảng khác để có thể phục vụ nhiều anh em hơn. Ném bom rải thảm thôi anh em. Sẽ hại phải nhà lâu thật. Nhiều các tòa nhà công sự khác ở đây mời. Có khi là không kịp rồi. Được đến đầu thì hay đến đấy thôi. Kịp mà em ơi, chắc chắn là kịp mà. Làm trận liên đoàn đi, bây giờ là vào liên đoàn là không kịp rồi em ơi. Liên đoàn là không kịp rồi. Ta không kịp để đổi ạ. Hai người bạn đến từ Nga. Phải chơi chay đây này. Chúng ta có 3 người chơi người Việt Nam. Một trận đấu 3-3, chúng ta có tất cả những người chơi người Việt Nam ở đây rồi. Mọi thứ đã là khá ổn áp rồi anh em. Lên trinh sát ngay thôi. Đụng độ với bộ bên sân rồi. Họ cũng đã bắt đầu có được các đơn vị xe Fortress rồi anh em ơi. Khá là nhanh. Cố gắng chiến thùng thôi, xong rồi, rút quân ngay. Nhà chính đã ở level 2 thành công. Map khá là gần nha. Roger that.
map gần như thế này thì xe Fortress nào sẽ rất nhanh để có thể tiếp cận lấy được vị trí của các thùng tài nguyên lớn anh em. Mua VIP nó cũng là khá là rẻ mà bạn ơi. VIP có 39k, 32k thôi, tính cả thuế là có 39k mà bạn ơi. Chúng ta cũng nên đầu tư cho nhà phát hành một tí xíu để họ có động lực mà làm game. Nạp cái gói đấy là được rồi. Lên họ phía trên đây để hỗ trợ lực đạn cho đầu bên gai anh em ơi. Chiếm được tài nguyên rồi. Khá là êm rồi anh em. Lên nhà bàn ngay. Sao là cây đã công gian ở vị trí này với cái bờ vệ xe 1 Coyote. Có vẻ như đỏ đã có được sự tăng cường thêm của các đơn vị Dragonfly. Thì bộ thứ đã là khá ổn áp rồi. Sao là cây đã quyết là công gian. Đối thủ cũng đã bắt đầu có được các đơn vị sạc lô rồi. Trinh sát vào phía bờ trong. Chúng ta triển khai sẽ nhím gay. Đầu game chắc chắn là đỏ có lợi hơn xanh rồi. Vì chúng ta có khả năng triển khai được lính bộ binh là khá nhanh. Chúng ta sẽ lên về tài nguyên trước anh em. Và sau đó là tăng cường triển khai các đơn vị tăng gia gua. Đối thủ đang có được các đơn vị sạc lôi kết hợp với các đơn vị lính bộ binh rồi. Sẽ lên luôn cả diều hầu và đồng thời là xe diễm kết hợp với cả tăng Jaguar. Thích hợp để có thể đặt được các sân bay cái lúc này. Buộc phải đặt ở đây thôi. Tốt thứ 6 rồi anh em ơi. Game này Trung Quốc họ cũng đã từng mua nhưng mà ngay sau đó thì họ cũng đã đóng cửa game rồi bạn ơi. Họ sản xuất ra và làm ra có cà phê thứ ba nhưng mà sau đó thì đã đóng game rồi.
Bây giờ chỉ còn có mỗi cái bảng này thôi. Ok anh em, mình xây nhà không có gọi là có quy hoạch anh em. Đa số anh em chúng ta thường chơi là rất ít khi quy hoạch, chỉ có những người anh em chơi tập trung rất là lâu rồi thì mới có thể triển khai được những cái kế hoạch xây nhà mà có thể nói là thẳng tắp anh em. Xây nhà rất đẹp. Còn mình thì không thể xây được như anh em. Có vẻ như ngày lúc này chúng ta đang có lợi thế rất nhiều ở vị trí trung tâm. Đụng độ giữa Dragonfly và Cyclone. Góc 12 giờ. Sẽ có thêm những thông tài nguyên lớn ở lúc này. Mà chúng ta đã bị lộ hàng ở phía trên này rồi. Có máy bay thì chính xác thôi. Đỏ đi móc nha, có lính hai cái đỏ ơi. Coi chừng là công dân rồi đây. Tăng hammer không? Đồng hồ đã tấn công luôn bằng cái đầu vậy Dragonfly. Đối thủ vẫn chưa thấy có rớt anh em. Có nhà ba rồi. Và cũng đã có cả sân bay. Anh em nên cẩn thận nha. Đang là khá ổn áp rồi anh em. Sao là cây cũng đã tấn công tổng lực ở vị trí này luôn rồi. Đụng độ với tăng armor. Hỗ trợ cho đồng bộ ở vị trí này. Đó cũng là tất cả phía trên này anh em ơi, với Dragonfly. Bây giờ là cơ giới tấn công ngay. Đó đã bóc nhà phía trên này. Khá là ổn rồi anh em ơi. Buồn ngủ quá rồi anh em. Bắt đầu buồn ngủ rồi đây. Ai. Ờ chào em. Ok em. Mẹ bắt được bắt à. Có em mà nó đang tập trung với sản xuất hero.
Anh lên rồi, anh lên rồi. Giờ ra khỏi thùng dây đó chắc em. Đó là cũng là vị trí ra dưới này là điểm F. Đụng độ ngay rồi. Có tăng hammer ở vị trí này. Ok em, ok. Có vẻ không ổn rồi, mẹ máy bay lái cùi bắp quá. Trợ đàn cho đồng minh ngay. Đồng minh đã có được rất nhiều các đơn vị Dragonfly ở vị trí này. Ok Aden, tấn công tổng lực ở vị trí điểm C. Tổng số tấn công ngay. Đồng minh đã móc ở phía trên này và mọi thứ đã là rất ổn áp ở vị trí phía trên này. Góc 9 giờ rồi. Em rồi. Sao lá cây nó còn chưa đánh nghe em ơi. Tím đã đổ nha. Tím chưa tham chiến đã đổ nhà rồi anh em ơi. Chơi gì kỳ vậy. Win rồi anh em. Ngày mai chúng ta sẽ đón được một cái sự kiện có thể nói là cập nhật game mà kinh khủng khiếp nhất từ trước đến bây giờ, đó là chế độ tạo phòng. Chúng ta chờ đợi 8 năm rồi mà có được cái phòng AD7, xây cái phòng đến tận 8 năm. Ông xanh lá cây, ông định làm cái gì đây? Người ta đánh từ nãy đến bây giờ, ông không đánh, bây giờ ông đòi làm hợp đồng. Đúng mệt mỏi mà. Tím đã nổ nha. Chiến thắng là của chúng ta. Anh em đánh xong là tím nó xanh lá nó mới làm hợp đồng. Ok, xin chào anh em. Mệt xanh lá thật. Những trận đấu vừa rồi anh em cảm thấy nó như thế nào? Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là còn cái gì để mà làm hợp đồng đâu. Tổng lực tiến công tạo vào phía mở trong. Lại một đồng Leviathan bằng 3 con máy bay 2. Chúng ta sẽ sẵn sàng đánh thẳng vào phía mơ trọng và cho họ biết chúng ta là ai. Chỉ đấu một lần và một lần duy nhất nữa mà thôi. Và ngày hôm nay cuộc chiến đó sẽ phải kết thúc. Chắc phải nghỉ em ơi, đúng rồi. Mà chơi, mà chơi tiếp. Hôm nay chúng ta phải cho họ biết chúng ta là lực lượng cuộc kháng chiến mạnh mẽ nhất anh em ơi. Xin chào GSH Hoàng nha. Xin chào và cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi.
luôn rồi, ông leo hợp đồng mà ông rối luôn rồi. Ai là gì đâu, có còn gì để nói thế. Hot up nha mọi người, bye bye mọi người. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại ngày mai sẽ có kèo 3-3 cực kỳ hấp dẫn. Ok, xin chào anh Hào nha. Ngày mai chúng ta sẽ có được những cái trận đấu trong tay đội tạo phòng. Phải đi ngủ em ơi, anh phải đi ngủ thôi. Sáng mai phải dậy sớm rồi, 5 giờ anh phải dậy rồi. Mai anh phải đi chợ em ơi. Đi chợ sớm rồi. Không chơi được em ơi. Tối mai chúng ta lại live stream mà. Đêm nào chả sờ chim. Xin chào và cảm ơn rất nhiều anh em đang theo dõi mình ở trên TikTok và YouTube. Cảm ơn em rất chi là nhiều. Chúng ta đã có được một chiến thắng nữa rồi. Và ngày hôm nay chúng ta đã có được 3 chiến thắng và một trận đấu bị vả cho sấp mặt anh em. Một phiên live stream rất vui. Ngày mai chúng ta sẽ mời ba anh em ơi, chúng ta có thể có chế độ tạo phòng được rồi. Đó là một cái những cái sự kiện mà chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi anh em. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do